Rồi xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Vũ Vlog ha. Thì hôm nay trong cái clip này mình sẽ quay cái cảnh mình với bà gia đình đi ăn tiệc cưới của một người bà con bên ngoại ha. Đây đang đi ở Gala Center. Cái này ở 451 Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Ê, quên 415 nha. 415 Hoàng Văn Thụ. Cũng đi một hồi tìm vòng vòng một hồi mới 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 ra cái địa chỉ, tại nãy được có đi ngang qua mà thấy là giống như nó thích hợp dạng center, nó có dạng rạp chiếu phim này nọ nên nhìn không có kỹ, phải vòng lại một lần nữa mới mới thấy được. Đây là cái lúc ở trước sảnh ha, là do là đi sớm nên cũng chưa có nhiều khách đến. Cái người mặc áo xanh lá cây, váy xanh lá cây là mẹ mình ha, má mình. Có một số người khách đến sớm thì người ta sẽ tranh thủ chụp hình ở đằng trước với cô dâu và chú rể. Ở đây qua thấy cái sảnh này trang trí rất là đẹp, thì phong cách khá là hiện đại và sang trọng. Ở bên hai bên tường nó có những cái họa tiết nè, trang trí thấy rất là bắt mắt. Ở đây là cô dâu chú rể nè các bạn, và hai anh chị đứng hai bên là anh chị của chú rể ha. Ở đây là mẹ của chú rể nè. Sảnh này tên là Summer Moon. Ở trên cao thì nó có trang trí mấy cái đó gọi là gì quên không rõ, nhưng mà con thấy rất là đẹp, rất là hay. Ở chiếc sảnh có để những cái bàn á cho những cái người khách người ta đến, người ta có thể hút thuốc hoặc là tán dóc trò chuyện. Đây là một số cái hình ảnh chụp cưới của cô dâu và chú rể. Ở trang trí ở cái khúc ở chỗ này có nhiều hoa rất là đẹp. Này con thấy là hình như là hoa hồng thì phải, và dạng một cái loại khác của hoa hồng, lễ thành hôn thiên ân với cái dì Phương á. Để chút quanh coi lại, quên tên cô dâu mất tiêu rồi. Hoa hồng thấy trang trí và có cái ánh sáng đèn kế bên á, nhìn rất là đẹp và bắt mắt các bạn. Đây là hình cưới của cô dâu và chú rể Thiên Ân và Mai Phương nha. Rồi, thời điểm này là bắt đầu là một số khách, có nghĩa là người ta đã vào rất cảm giác là đông hơn rồi đó, tại gần và gần tới giờ làm lễ rồi các bạn. Nãy mình có nói ở trên cao á, trên có trang trí những cái nó gọi là cái gì quan không rõ, thấy nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Đây là má của mình nè, đó mặc một cái váy đầm xanh lá cây cổ tiên. Đây là do chú rể là bên kiểu như là học tập và làm việc bên Úc các bạn, nên có quen biết, cũng có những cái mối quan hệ, cũng có những cái người khách là người nước ngoài nữa. Đây là hình ảnh lúc mà một số khách người ta đến chỗ người ta ký tên ha, ký tên lưu niệm. Đây có một số khách người nước ngoài nè. Ở trước cổng cổng vào thì có chân để một cái những cái album á, và cái album ảnh của cô dâu chú rể chụp ha. Lúc này thì Quang quay và má Quang lật từng trang qua để xem và quay lại ha.
cảnh rất là đẹp, con nghĩ này không biết là có phải là ở trên Đà Lạt không ha. Nhìn thấy núi non là nghĩ đến Đà Lạt rồi. Nếu không phải là Đà Lạt thì là một cái nơi nào đó cũng có thể chụp ở bên bên Úc không chừng. Chú rể thì Quang thấy rất là đẹp trai, rất là cao ráo, dạng soái ca. Quang nghĩ chắc cũng cao cỡ mét 8, mét 8 trở lên, nhìn rất là cao, to cao. Rồi mời các bạn cùng xem tiếp một số cái hình ảnh của cô dâu chú rể ha. Để xem hết những cái tấm ảnh còn lại rồi mình sẽ qua cái phần khác ha. Rồi đến những cái hình ảnh này là chụp dưới cái suối, đúng rồi, có cái cầu này, hiện cái cầu bằng dây nè, mình thấy là chắc chắn là trên Đà Lạt rồi các bạn, rất là quen thuộc. Đây là cái chỗ nãy ký tên nè các bạn, ký tên lưu niệm, cái bút ký hình trái tim rất là đẹp. Còn đây đến thời điểm này thì Quang đang quay ở trong bên trong sảnh ha, bàn ghế rồi cái cách thức bài trí rồi nhìn rất là đẹp và sang trọng. Thì Quang đoán chừng bữa đó chắc khoảng 40 đến 50 bạn. Đây là khúc khúc đường tiến lên lễ đài, tiến lên cái sân khấu. Là cái bánh kem 5 tầng. Và cái hoa này nhìn trang trí rất là đẹp, màu trắng mà nhìn rất là tinh khôi. Đây là cái bàn tiệc ha. Mình thấy với cái tông màu chủ đạo là màu trắng với màu vàng. Đây là cái bàn quan ngồi nè, bên nhà trai. Menu có một số món, nhiều món lắm các bạn, nhưng mà bữa đó quên chụp lại cái quên quay lại cái menu rồi. Chắc cũng 5-6 món gì đó xong rồi mới tới món tráng miệng. Trên cái tường này nó có trang trí với những hoa văn nhìn cũng khá là đẹp và bắt mắt. Cái anh chị đang đứng là gần màn hình đó là nãy có chụp chung hình với cô dâu chú rể, đây là anh chị của chú rể ha. Rồi, thời điểm này là bắt đầu khách cũng vào khá là đông và đang ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tới cái phần gọi là làm lễ ha. Lúc này thì khách vô thấy là đông đủ hết rồi, còn một vài chỗ thôi. Rồi cái thời điểm này là cô dâu chú rể bước lên sân khấu để chuẩn bị làm lễ. Do có một số đoạn MC nó đọc mà Quang không có để tiếng là do tiếng nó do kèm nhạc các bạn.
Dạ con sợ dính bản quyền nên quan phải cắt cái đoạn nhạc đó đi và phải cắt cái tiếng nói của MC luôn. Có một số đoạn thì MC nói được, có một số đoạn thì được quan phải cắt vì lý do bản quyền. À, khúc này thì có một cái màn pháo hoa. Rồi xong cô dâu chú rể lên rồi chuẩn bị tới song thân. Tôi không thể nào không nhắc đến những bậc tam giác làm mẹ, những người đã có công sinh thành dưỡng dục và cho cô bạn trẻ có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Trước tiên về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Hoàng Minh và bà Nguyễn Thị Tích Nguyệt là song thân của chú rể. Về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Ngọc Nghĩa và bà Mai Thị Kim Phượng là song thân của cô dâu. Xin quý khách dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình của chúng tôi. Lúc này là song thân hai bên gia đình sẽ bước lên sân khấu để làm lễ ha. Đầu tiên là song thân bên phía chú rể. Rồi tiếp theo là song thân bên phía cô dâu ha. Rồi sau đó mọi người sẽ cùng chào những cái vị khách đến dự cái buổi tiệc rượu trong ngày hôm nay ha. Và tiếp theo sẽ là cái phần gọi là đại diện phát biểu cảm ơn của song thân. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin đại diện họ nhà trai và gái xin gửi lời chào quý ông bà, cô bác, anh chị, các anh em, thân bằng chú hữu, các bạn bè, các cháu. Như vậy thì sáng hôm qua vào lúc 10 giờ, tháng lễ của hai cháu đã được tổ chức tại sân trường giáo sư Đức Thăng Long. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị tới đây thì tiểu đội quy mô của gia đình chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là được chúc vui của chúng tôi và chúc phúc hai cháu là niềm vinh hạnh của gia đình hai bên. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc quý vị một buổi tối thật ngon miệng. Xin chúc quý vị xin cảm ơn. Rồi tiếp theo là cái phần dân rượu của cô dâu chú rể dành cho song thân bên phía cả hai gia đình ha. Rồi đến lúc này thì song thân bên phía cả hai gia đình đã xong cái phần lễ của mình và bước xuống sân khấu để về vị trí của mình, vị trí ngồi của mình. Rồi đến đây là cái phần cắt bánh kem của cô dâu và chú rể ha. Thì con thấy một số cái nhà hàng tổ chức tiệc cưới khác á, cái phần này con thấy là cũng mở sáng bình thường nhưng mà tập trung ánh sáng vô cô dâu chú rể, còn cái chỗ nhà hàng này á thì con thấy tắt đèn hết xong mà tập trung ánh sáng ở chỗ chú cô dâu chú rể thôi, nên nhìn rất là gọi là có cái tâm điểm đó, các bạn nhìn là rất là nổi bật. Rồi xong cái phần các bánh kem mà ra qua bên kia để rót rượu sâm banh ha.
rót rượu rồi bốc khói lên nhìn rất là đẹp mắt. Ở dưới phía dưới là bên đó có những cái ngọn đèn màu vàng á, cái cách trang trí và cách chiếu sáng của nó nhìn rất là đẹp và bắt mắt các bạn. Rồi như vậy là chuẩn bị xong hết cái phần lễ rồi. Rồi đến cái phần này thì gọi là chuẩn bị vào cái buổi tiệc đó các bạn. Đây là những cái nhân viên ở nhà hàng đang chuẩn bị cái món khai vị ha. Đây những cái món ăn dọn ra, những món đầu tiên do không có nhiều thời gian liên quan, không thể nào bữa đó không thể nào quay hết được nên chỉ có quay được một đoạn ăn uống ngắn như thế này thôi. Đến đây quay xin kết thúc và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo.